là món cà tím dồn thịt nè các bạn, rất ngon. Các bạn có muốn biết mình làm như thế nào đó thì các bạn vô bếp cùng làm với mình nha. Rất dễ làm các bạn. Hello các bạn ơi, cà tím này đó các bạn, thì mình hái ở ngoài vườn á, mình hái nay mấy bữa, 2 3 ngày nay rồi mình dồn lại được cũng nhiều lắm. Thì Kevin nói là Kevin thích ăn cà tím mà dồn thịt đó, thì bây giờ mình cắt cà tím ra để mà mình dồn thịt nha các bạn. Thì theo mình á, cà tím mà mình cắt á, thì mình cắt cái độ dày nó như vậy nè các bạn, rồi nó hở một cái chính giữa này nè. Thì cái chính giữa này là mình dồn thịt vô để mà mình chiên á. Thì đây là cái thau, cái tô thịt của mình thì là thịt heo, rồi mình nêm ở trong đây đó là củ hành mà mình sắc hột lựu á các bạn. Rồi xong rồi là mình bỏ bột ngọt, đường, muối, tiêu, rồi mình bỏ dầu hào nữa các bạn, với bỏ 1 tí nước tương nữa. Thì mình làm cũng lạt lạt thôi nha bạn. Khi mà mình chiên xong mình ăn với cơm á, thì mình chấm với nước mắm chua ngọt nữa. Thành ra mình ăn với cơm, thành ra mình đừng có làm cái nhân mặn quá nha. Thì bây giờ mình tiếp tục mình cắt cho hết cái đống cái mớ cà tím này ha. Đây nè các bạn, thì mình lấy cái muỗng ha, mình múc thịt vô, dồn vô. Đó, như vậy nè các bạn. Vậy thì hồi mình đem mình chiên. Các bạn biết không, Kevin á thích ăn nhưng mà không biết làm, có mình làm mà mệt thấy sợ luôn vậy đó, ăn không mà chứ không biết làm. Mình nói thêm cái này nữa các bạn, có thể nếu mà không có ăn thịt heo hay là thịt, mình có thể dùng thịt bò cũng được các bạn, làm y vậy mà làm thịt bò cũng được, thịt heo cũng được, hoặc là tôm cũng được các bạn. Các bạn tôm á, các bạn dồn vô đây các bạn chiên lên cũng ngon, chiên hoặc là hấp thì cũng được hết trơn á. Nếu mà sợ dầu mỡ thì mình hấp, hấp ăn cũng ngon lắm các bạn. Đây là cái dĩa cà tím mà dồn thịt đó các bạn, mình đã làm xong rồi đó. Thì mình đem ra ngoài mình chiên nha. Còn ở bên kia là các bạn thấy có mấy cái miếng thịt đó, tại vì nó còn dư thì mình cũng làm viên vậy, rồi mình ra mình chiên luôn ha. Rồi bây giờ mình đi ra ngoài mình chiên nha. Đây là mình đang chiên đó các bạn. Trước tiên đó là mình úp cái bề thịt xuống, mình chiên lửa nhỏ nha các bạn, để cho cái thịt nó chín trước nha. Rồi mình mới chiên hai cái mặt của cái cà tím ha. Thì các bạn thấy không, cuộc sống ở bên đây á cực lắm các bạn ơi, cái gì á cũng tự tay mình làm hết trơn á. Đàn bà ở bên đây á cực hơn đàn bà ở Việt Nam rất là nhiều, có muốn không làm cũng không được, tại vì á mình không làm ai làm. Bên đây á đâu phải như Việt Nam mà mình có tiền rồi mình mướn người người ở đồ phụ mình rồi nấu ăn nấu uống, bên đây không có chuyện đó đâu các bạn ơi. Cái gì cũng tự mình làm, tự mình nắm hết trơn á. Bởi vậy á hả, tại sao người ta nói đàn bà ở bên đây dữ hơn đàn bà ở Việt Nam, tại vì họ cực quá nên họ dữ á. Mấy ông chồng thì sướng hơn mấy ông chồng ở Việt Nam, nhưng mà mấy bà ở bên đây thì rất là cực hơn mấy bà ở Việt Nam nhiều. Bởi vậy vì cái chỗ đó mà mấy bà ở bên đây lên mặt với mấy ông á. Ồ, mình quên nói với các bạn cái này nữa. Các bạn thấy cái miếng cà của mình không? Khi mà mình dồn thịt vô xong hết đây rồi nè các bạn, thì mình có lấy cái cây tăm xỉa răng á, mình gài nó vô từ bên đây cho nó đi xuống dưới đây luôn nha bạn, để cho nó giữ cái miếng thịt lại mà mình chiên cái miếng cà nó mềm á, nó không có bị bể ra mà rớt cái miếng thịt của mình ra ngoài ha. Thì
Rồi khi mà các bạn nhớ nha, chiên xong rồi có ăn á, làm ơn lấy giùm mấy cây tăm ra chứ nuốt luôn năm lụng bao tử. Mình đã chiên cái mặt thịt này chín rồi nè bạn, thì bây giờ mình lật mình chiên hai cái mặt gà. Mình đang chiên hai cái mặt gà đó. Đây nè các bạn, đây là cái mặt thứ hai của mình đang chiên cái mặt cuối đó, thì nó vàng như vậy là được rồi đó các bạn ha. Mình chiên cái mặt kia nữa là xong rồi đó. Dĩa cà tím của mình đã hoàn thành nè các bạn. Đó là mình chiên cà rồi đó, xong hết rồi đó. Ngon lắm, mình có thử rồi. Vừa ăn và rất là ngon. Mình nghĩ cái này á, mình nêm hơi lỡ tay, chắc khỏi cần chấm nước mắm luôn á, nó vừa ăn luôn rồi. Nếu mà mình nêm mà nó hơi lạc á, thì mình chấm thêm nước mắm. Mà cái này thì mình thử, mình thấy nó vừa ăn luôn rồi thì khỏi chấm. Ha, rất là dễ làm các bạn mà ngon nữa. Cái này, món này đó là Kevin đó, là người Tây mà rất là thích cái món này, thích ăn cái món này lắm. Thành ra kêu có gà nhiều á, Kevin kêu mình làm á. Rồi, rồi video của mình đó, tới đây hết nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy thích những cái mà chia sẻ của mình đó, thì các bạn ủng hộ mình nha. Rồi để mà mình có động lực làm tiếp mấy cái mới cho các bạn ha, cho các bạn coi cho vui. Rồi, mến chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thích, các bạn bấm đăng ký và ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.